Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma Sambuddhassa. Brahmacarya loka thipati sampati katanjali an thivarang ayajatha Santi tha san tam para chang kha cha ti ka de se tu tham mang anu kam bi mang ba chang san tham ma phê rin vi nha yan cha ka yang Suatan cha ban thang a phi tham ma cham mang a ku ta yan to cha tu san cha dan dang pa bo tha nay ye pa ri sa ya man che Ewang saham pati brahma Phagavantang ayachatha Tuân hi phà huê na tăng buôn thô Ca ruôn nhê na thi hoa sa ya Tân ha vô thay ba đề na Mi ga đa yang ta tô ga tô Bánh cha hoa ya đa yô nê ye A măng ba ye si thăm ma tô Ta tô ba phu ti sam bu thô A nu na thăm ma đê sa năng Ma kha wa sa ni de se si san ta nang an tha sit tha kang te na sa tu a yo phan te de se tu tham ma de sa nang sam ba di tha pa ri sa ya anu kam bam bi ka ta we nak mo buddhaya Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để thử mic trước khi chị Hà có thể đọc bản chánh kinh của ngày hôm nay. Dạ con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh ạ. À. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ thưa đạo tràng, có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Dạ sa thú Quan Phan. Dạ kính bạch sư, con không biết Nguyên Như sư Pháp Thanh có nghe được âm thanh của Nguyên không ạ? Con xin kính thỉnh sư cầm mic ạ. Giá, Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ không biết là cô Trần Đạo, cảm ơn Quỳnh Phan. Hồi nãy giờ wifi chạy giống luôn,
À, xin quý vị quan hỷ thông cảm, cái đường truyền bữa nay nó cũng hơi trục trì trục trặc sao đó. Và bây giờ thì xin mời cô dùng phần kinh cái bài 41 là trước đọc ngày hôm qua đó. Bây giờ sao mấy cô đọc phần chánh kinh rồi sư xin ra nó mù của thầy á. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, và con xin chánh kinh Ngài Quỷ Sự 41. Truyền các vương tử Cú Má Rá. Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú ngụ trú tại Chê Quát Ta Ná Kỳ Viên, tương truyền đại vương nước Cô Xá Lá Kiều Tát La trị vì tại Xá Quá Thí Xá Vệ có hai vương tử khả ái đang độ hoa niên. Trong nỗi đam mê dục vọng của tuổi trẻ không được kiềm chế, hai vị đã phạm tội tà dâm, nên sau khi từ trần hai vị tái sanh làm ngạ quỷ, bị đè bẹp trong một ống cống. Suốt đêm ngạ quỷ thường than khóc với những tiếng kêu la khủng khiếp, dân chúng nghe vậy rất kinh hãi. Do sự việc này, dân chúng cúng dường đại lễ lên giáo hội do Đức Phật cầm đầu và bảo nhau điềm xấu này phải chấm dứt. Sau đó họ trình lên Đức Thế Tôn những việc đang xảy ra. Ngạo này chư đệ tử, chư vị không thể chấm dứt những tiếng kêu la này được đâu. Rồi Ngài nói rõ nguyên nhân sự việc này cho hội chúng qua các vần kệ sau. Có một kinh thành tên Xá Vệ ở trên sườn núi Tuyết Cao Sơn. Tôi nghe vậy có đôi vương tử là các con trai bậc đế vương, phóng dật buông lung các dục tham, tìm nguồn lạc thú ở trần gian. Chúng không suy xét tương lai chúng, tận hưởng thú vui hiện tại tràn. Khi chúng bỏ thân xác thế nhân, đi sang thế giới khác người trần, dù không ai thấy thường kêu khóc về ác nghiệp xưa chúng đã làm. Quả thật nhiều người đáng cúng dâng với nhiều lễ vật chúng than vang. Xưa ta chẳng tạo nên công đức đem đến cho mình chỗ trú an. Ác nghiệp nào đời trước tạo ra, do vậy từ giả chốn hoàng gia, tái sanh vào cõi loài ma đối, chịu đối khác dày xéo chúng ta. Những kẻ làm vua cõi thế nhân sẽ không làm chúa tể âm cung, sang hèn hai loại đều quanh quẩn, bị đói khát hành hạ khổ thân. Biết rằng đau khổ có nguồn căn, vua chúa buông lung phóng dật tâm, nam tử bỏ vương quyền ngã mạng, do vậy thành một vị thiên nhân. Sau khi xả báo thân phàm tục, bậc trí tái sanh cõi sáng bừng. Như vậy, bậc đạo sư kể lại số phận của các ngạ quỷ xong, liền hồi hướng về chúng công đức gia đám, người này cúng dường lễ vật và thuyết pháp theo ý Ngài. Dạ thưa sư, con đã đọc phần chánh kinh, con kính giao mic lại cho sư đó, đăng đàn ạ. Con xin xuống. Nó muôn cà giá. Không biết là anh có không ạ? Dạ. Cũng mừng. Nãy giờ sư nghe mà nó cứ tiếng được, tiếng mất, tiếng được, tiếng mất. Dạ. Quý vị quan hỷ thông cảm giùm cái này. Đường ngoài ý muốn, đường truyền sao không biết, tới giờ này nó bị vậy không biết nữa. Thì ở đây nói về cái câu chuyện là hai tử
con của một vị vua trẻ tuổi này đó. Thì mà tự hào con với rất nhiều tài sản, rồi không có hồi học hành, rồi không có lo tu đức mà hàng ngày ăn chơi, thay vì cái tài sản mà có lợi ích, thì ông hai ông hoàng tử này sẽ đi nữ có đã có để mà làm hư hoại cái trinh tiết của các cô nàng này. Nhưng mà hai ông này cho cái điều đó là cái điều vui thú, thích thú trong cái vấn đề mà nhục dục của thế gian. Cho đến khi mà hết tuổi thọ thì bị đọa vào làm sở, thì lúc đó hai con ngạ quỷ mới kêu cho những cái mình tạo rồi cái nhân duyên là hai con ngạ quỷ nó kêu la khóc than làm cho những cái người có nhân duyên mà thấy được đó, mấy người này mới kinh sợ kinh sợ quá rồi cái bắt đầu truyền miệng với nhau rồi đi đến trình bạch với thì mấy người này là với Đức Phật bây giờ làm sao làm cái cách nào để hết cái hình ảnh cái con ngạ quỷ và thôn khiếp được những cái tiếng kêu than này thì chỉ là cho ngạ quỷ đó. Thì những người dân trong làng này mới làm cái thiện sự là dân dịch thật đến Đức Phật vậy. Sau đó thì hồi hướng phước đến cho ngạ quỷ, thì bắt đầu hai ngạ quỷ này nó có phước, nó tái sanh đi cảnh giới khác, là không còn hiện hình ra rồi kêu la than khóc nữa. Cho nên Đức Phật mới nói lên cái nguyên nhân và cái lợi ích của việc mà làm phước và hồi hướng đến cho các loài ngạ quỷ. Đó là cái duyên sự. Thì chúng ta thấy rằng đó, có những người họ sống mà họ chỉ biết thụ hưởng cái phước báo trong đời sống hiện tại, không biết tạo được những cái nhân lành để cho những kiếp tương lai. Họ say mê theo cái trần cảnh, thỏa mãn những cái thú vui, thụ hưởng những cái nhục dục của thế gian mà thôi. Trong khi mà có nhiều cái tài sản đó mà không biết làm những cái thiện sự như là giúp đỡ những người nghèo khổ, hay là tạo phước cúng dường, mà chỉ vui say thỏa thích, thỏa mãn trong cái mình tưởng rằng khi mà mình thỏa mãn được các căn là sẽ đem đến cái hạnh phúc. Nhưng mà không biết
mình làm những cái điều phá hoại hạnh phúc của những chúng sanh khác, làm cho những chúng sanh khác phải khổ sở. Do đó chính là những cái nhân ác. Tại sao? Đến khi mà rơi vào khổ cảnh thì buồn khóc than. Hồi xưa mình là những vị hoàng tử hiện thế, rồi bây giờ cũng ở trên cái đất nước của mình, nhưng mà bây giờ mình là cái loài hạ đẳng, mình sanh làm cái loài ngạ quỷ khổ đau còn hơn các cái loài súc sanh. Lúc đó rồi đau khổ buồn rầu khóc than thì cũng đã muộn màng. Khi mà có điều kiện thì mình không biết gieo trồng những cái nhân lành, không biết thực hành những cái điều tốt đẹp quý, mà làm những cái điều xấu xa tội lỗi. Rồi đến khi mà cái quả khổ đau nó đến thì khóc lóc mà buồn rầu rên la thì cũng đã muộn màng. Thì chúng ta thấy có nhiều những cái tù nhân chỉ vì một ngã mạn, vì một chút tranh hơn tranh thua, vì một chút là vô minh tầm lạc, rồi rớt nhà ở sang thì nhưng rất cao ngã mà gây ra tội lỗi. Có những cái vụ án là nhập chúng gì hết, có 5.000 rồi mà, hay là hoặc là vô tình này lấy thuốc của anh kia, là nếu thôi đi khi mà khi đó mới thấy khổ đau, những hành động mình không kềm chế được cái sân hận của mình, mình tranh hơn tranh thua, rồi bây giờ đó là mình phải chịu khổ, phải chịu trả những cái quả ác nghiệp mà mình đã gieo. Cho nên trong đời sống chúng ta phải luôn luôn phải có trí tuệ, chúng ta không nên hành động theo cái bản năng, cái bản năng tự nhiên đó. Cho nên con người chúng ta nó hơn các cái loài súc sanh ở chỗ là chúng ta có lý trí, chúng ta có sự phân biệt cái nào thiện, cái nào bất thiện, cái nào nên thực hành, cái điều nào nên tránh xa. Còn đối với các cái loài súc sanh thì nó sống theo bản năng. Quý vị thấy những con thú trong rừng, những cái loài mà ăn thịt là khi mà nó đói là nó giết chóc để nó được no, nó không cần biết gặp loài nào thì giết, gặp con nào thì giết con nấy, không, nhưng mà nó no rồi thôi. Khi mà cái con hổ, con sư tử mà nó đói thì nó gặp con nào là nó quơ con nấy đó, nhưng mà đến khi mà nó no rồi đó thì dù cho
nó thấy nguyên một bầy hươu bầy nai gì trước mắt nó cũng cũng không không thèm làm gì hết. À, tại vì lúc này là ảnh no bụng rồi, ảnh nằm đó ảnh thỏa mãn cái thèm muốn của ảnh rồi thì ảnh nằm đó. Đó, cho nên á là loài vật thì nó sống theo cái bản năng. À, còn con người à thì chúng ta phải sống với trí tuệ. À, nếu mà chúng ta mà sống theo bản năng à là con, à mà nếu mà chúng ta sống với trí tuệ là người, à, thành ra đó, có nhiều vị trưởng lão mới nói á, nếu mà chúng ta tự phản tỉnh, chúng ta xem xét lại cái nội tâm của mình á, thì có lúc mình cũng là con á. Tại sao? Mình suy nghĩ, mình muốn thỏa mãn à những cái ý muốn của mình thôi. À, mình không nghĩ đến cái sự tàn hại, khổ đau cho chúng sanh khác. À, mình sống theo bản năng thì lúc đó là con á. Còn khi nào mà chúng ta sống với ý thức, chúng ta biết phân biệt, à, tránh xa các việc ác, những việc gây khổ đau, tổn hại cho người khác, à, mình không nên làm. À, mình sống với trí tuệ, sống với từ bi, à, thì như vậy lúc đó là mình là người. Đó, thành ra đó, khi mà chúng ta sanh ra, cái cảnh giới mà chúng ta đi đến, hay là hoặc là cái dòng tộc mà chúng ta sinh ra, chúng ta đâu có lựa chọn được. Chính do duyên nghiệp, chính do duyên nghiệp đưa đẩy, à, chúng ta đi đến những cái quốc độ, đi đến những cái dòng tộc. À, nhưng mà sống với lý trí, sống với trí tuệ thì cái đó là chúng ta phải có sự lựa chọn. À, chúng ta hiểu biết thì nhớ lời Đức Phật dạy, tránh xa các điều ác. À, rồi không, mình sống với lý trí, với trí tuệ á, thì mình phải biết là thực hành các cái việc lành. Đó, thành ra đó, trong ngũ giới, năm cái giới này, hả, chúng ta cố gắng, chúng ta gìn giữ một giới nào thì chúng ta tránh được một cái tai họa, à, tránh được những cái hậu quả khổ đau. À, bây giờ chúng ta giữ giới không sát sanh, không gây khổ đau, không tàn hại, à, chúng sanh khác, à, thì mình sẽ tránh được những cái hậu quả, à, bệnh tật, à, yểu thọ. À, mình giữ cái giới là không trộm cắp thì mình sẽ tránh được cái hậu quả là mất mát tài sản. À, mình giữ giới không tà dâm thì mình tránh những cái xấu xa bợn nhơ về cái phẩm hạnh. Rồi mình tránh không nói dối, à, thì mình được mọi người tin tưởng. À, mình khi mà mình giữ cái giới là không uống rượu, à, thì sao? Thì chúng ta có được cái trí tuệ. Đó, cho nên á, khi mà mình giữ một giới, à, thì mình tránh được những cái điều quan trái và mình tạo được một cái phước. À, mà nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực, à, giữ gìn đầy đủ ngũ giới, à, thì chúng ta được tròn đủ năm cái phước báo. À, đó, cho nên á, là các cái vị thánh hữu học, à, không còn tái sanh vào khổ cảnh là vì á, các vị thánh hữu học đã gìn giữ cái ngũ giới nó tròn đủ rồi. À, những chúng sanh mà bị rơi vào khổ cảnh do
do không gìn giữ đầy đủ cái ngũ giới mà phải rơi vào khổ cảnh. Cho nên khi mà đắc đạo quả thánh nhân, tình thánh hữu học, từ vị thánh sơ đạo sơ quả Tu Đà Quần đó, là không còn rơi vào khổ cảnh nữa. Cái cánh cửa rơi vào khổ cảnh là đóng kín, tại vì vị này không bao giờ sẽ còn phạm vào trong ngũ giới. Cho nên là có những cái việc mà các bậc thánh nhân không làm được là bây giờ thà là những cái vị đó bỏ mạng chứ không thể nào mà phạm vào sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đó. Cho nên là chính vì cái tàm quý với trí tuệ, người ta không bao giờ còn phạm vào những cái điều đó. Cho nên những cái nhân đưa đi vào khổ cảnh đã bị đoạn trừ. Mặc dù là mới diệt trừ có ba hạ phần kiết sử thôi, nhưng cái tà kiến chấp thủ về cái bản thân đã diệt trừ rồi. Những cái hiểu biết sai lầm chấp thủ về cái thân ngũ quẩn này đã diệt trừ. Những cái mầm mống mà đưa vào khổ cảnh đã được diệt trừ một cách không còn dư sót. Cho nên là các vị thánh hữu học đã sống một cái đời sống an vui, không còn bao giờ rơi vào khổ cảnh. Mặc dù là những cái bất thiện nghiệp trong quá khứ cũng còn cho quả, cũng khổ đau ốm đau do bệnh tật, nhưng mà rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula thì không bao giờ có nữa, chỉ là sanh ở cõi người và cõi chư thiên để tiếp tục tu tập, để tiếp tục tạo trữ đầy đủ các công đức phước báo cho đến kiếp chót thì chứng đắc thánh quả thứ tư A La Hán, và sẽ niết bàn, chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó. Do đó mà trong đời sống chúng ta nhớ rằng luôn luôn những lúc nào mà chúng ta có điều kiện, những cái thời điểm hết thích hợp, chúng ta có thể thực hành những cái điều tốt đẹp, thập thiện, thập hạnh, hay là hoặc là 38 điều hạnh phúc, thì chúng ta nhanh chóng chúng ta làm. Khi nào mà mình sức khỏe còn đầy đủ, trí tuệ còn sáng suốt, nếu mà có điều kiện chúng ta học tam tạng kinh điển, chúng ta thực hành gìn giữ ngũ giới, bát quan trai giới, hoặc là tu tập thiền định, thiền tuệ, thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực để mà chúng ta thực hành. Khi chúng ta cố gắng thực hành các cái thiện pháp thì sao? Thì các cái ác pháp nó bị đè nén, nó không thể mà có điều kiện để sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta dễ vui, xu hướng theo những cái điều bất thiện, thì sao? Thì chúng ta thực hành các cái bất thiện pháp, lúc đó là chúng ta sống với tham, sân, si, thì lúc đó trí tuệ nó mê mờ, chúng ta không có sự hiểu biết, chúng ta sống theo bản năng, thì lúc đó chúng ta đang sống như những cái loài súc sanh. Cho nên là con hay là hoặc là người là do chúng ta chọn, do chúng ta quyết định. Nếu
chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật, sống với đầy đủ và hiểu biết trí tuệ, thì chúng ta sẽ đem đến một cái đời sống an vui ngay trong hiện tại và tránh được những cái tránh thực hành những cái nhân xấu, tránh những cái hậu quả khổ đau trong tương lai. Qua cái câu chuyện về hai cái ngạ quỷ, mà hai ngạ quỷ này là hai vị hoàng tử con của nhà vua, rồi vì là sống trị lạc buông thả, làm hại các cái cô gái, do cái nhân xấu đó mà sanh thành loài ngạ quỷ. Thì cũng xin giải thích và chia sẻ với quý vị đôi điều. Và với phước báo này thì cũng cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, kính chúc quý tôn nữ cũng như quý Phật tử có thêm nhiều những cái sự hiểu biết và cố gắng nỗ lực thực hành các cái thiện sự, học tập, tu tiến những điều kiện mà chúng ta có thể thực hành để đem đến một cái đời sống an vui trong hiện tại và nỗ lực hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với các cái thiện sự và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ bây giờ xin cung thỉnh chư công đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá và xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải cho chúng con bài học của buổi tối hôm nay. Và dạ, Nguyên Như đã thấy chị Hà có bàn tay xinh đẹp. Nguyên Như xin mời chị Hà. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào thầy kinh. Dạ, thưa sư Pháp Thanh, con có câu hỏi về chuyện của hai vị hoàng tử này. Khi mà được Đức Phật thuyết pháp rồi xong hồi hướng đó thưa ngài, thì lại được sanh vào cảnh giới tốt hơn, thì con có cái thắc mắc là nếu như một do cái duyên nghiệp gì đó mà được một vị Phật hồi hướng đó, thì cái nghiệp nó lại chấm dứt ngay tại đó. Thì coi như cái nghiệp xấu của hai vị này nó chấm dứt, hay là nó vẫn phải còn chịu cái mang thân đó, nó chỉ tạm thời chấm dứt vì cái ai lực của chư Phật hồi hướng kia, cái hồi hướng quả phước đó, hoặc là nó vẫn còn dư sót lại ở những cái kiếp khác. Dạ, xin ngài giải thích cho con xin chúc. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào tôn nữ và quý Phật tử. Thì giống như là bây giờ mình bệnh đi, nếu mình bệnh mình uống thuốc thì khi mà mình đang đau, không? Quý vị uống vào một cái viên thuốc, các cái loại thuốc mà giảm đau, có những cái loại thuốc đó nó mình uống vô nó gây ức chế cái thần kinh, lúc đó đó cái đau á, cái vết thương á nó vẫn còn đó, nhưng mà nhờ mình uống cái thuốc này vô nó ức chế cái thần kinh mình đi, thành ra mình thấy không có đau. Chứ không phải thật sự là mình uống vô một cái mà cái rồi là cái vết thương nó lành liền, nó hết đau. Do đó đó,
cái thuốc này mình uống vô để nó ức chế thần kinh, mình không có thấy đau nữa, rồi bắt đầu mình phải tiếp tục mình uống những thuốc để nó chữa trị lành vết thương. Thì lúc đó đó là cái sự đau đớn ngay chỗ cái vết thương đó nó mới dứt hẳn. À, thì cũng vậy, có những cái ác nghiệp, à, giống như cái câu chuyện ngày hôm qua đó, à, cái cũng là cái ông hoàng tử, nhưng mà cái tội của ổng á là xúc phạm đến vị Phật độc giác, à, cho nên nó cái nhân nào thì quả nấy, à, mình xúc phạm đến bậc phàm nhân á thì mang cái nghiệp nó nhẹ, à, cái tội lỗi nó nhẹ hơn. Còn mà xúc phạm đến thánh nhân á, mà bậc thánh giải thoát, bậc thánh lậu tận á, thì cái hậu quả khủng khiếp. Cho nên á, là cái ông hoàng tử đó không phải trả nghiệp ở trong cõi địa ngục một cái thời gian rất là lâu. À, quý vị thấy không? Một cái oai nghi nào đó phải chịu đựng trong 84.000 năm. À, à, nằm ngửa 84.000 năm, úp, nằm sắp úp mặt lại là 84.000 năm, nghiêng qua bên phải là 84.000 năm, nghiêng qua bên trái là 84.000 năm, chổng cái đầu ngược xuống là 84.000 năm, bị hành hạ thiêu đốt ở trong cái địa ngục đó. Rồi cái quả dư sót đó, à, trái quả đó, cái quả dư sót còn lại đó thì mới sanh làm ngạ quỷ, thấy không? Cho nên á, tùy cái nhân mình tạo, à, rồi mình tạo với cái đối tượng nào nữa, à, nếu mà cái sự xúc phạm mà đối với những cái người mà bình thường đó, những người phạm nhân, người phạm nhân mà nó không có giới đó, thì nó nhẹ. Nhưng mà xúc phạm đến những vị phạm nhân mà có giới đó, là nó hơi nặng nề rồi đó. Mà xúc phạm đến các bậc thánh nhân thì cái hậu quả nó còn khôn lường nữa. Đó, thành ra đó, tùy theo cái duyên nghiệp, à, tùy theo những cái hành động mình đối gây tổn hại đến cái đối tượng nào, à, mà nó cho cái quả. À, cho nên ở đây mình không có thể biết được đâu. À, thì cũng có khi, à, do cái duyên nghiệp á, nhờ cái sự hồi hướng phước đa, hồi hướng của mấy người dân làng. Tại vì mấy người dân làng họ nghe hai cái con ngạ quỷ này nó kêu lên, rồi nó hiện hình đó, họ sợ. À, cho nên là Đức Phật mới giải thích để cho họ làm phước. Họ làm phước xong rồi hồi hướng cho nó, chứ không phải Đức Phật. À, thì cũng giống như uống thuốc vậy đó. Nếu mà uống thuốc mà mình uống thêm những cái thuốc mà nó để làm lành vết thương, à, thì nó sẽ hết, để đi tái sanh như hoàn toàn ở cảnh giới khác. Nhưng mà nếu mà cái thuốc mình uống nó chưa đủ sức, à, chưa có cái vết thương chưa lành hẳn, à, thì hết, khi mà hết cái thuốc mà hết hiệu lực, à, thì nó mới đau lại. À, thì vậy đó. À, chúng ta cứ nó cũng hơi tương tự giống vậy đó. À, cho nên đó, là chúng ta phải khuyên quý vị là ngay trong đời sống hiện tại nè, mình phải tự cứu mình bằng cách là mình thực hành những cái việc lành, tránh xa những cái điều ác nha. Rồi mình cố gắng, mình nỗ lực tu tập thì mình làm là chắc ăn nhất. Chứ còn bây giờ mình đừng nghĩ đợi tới mai mốt là người này giúp, người kia giúp, người nọ giúp. Cho nên á, là tự mình phải giúp mình trước khi người khác người ta giúp mình. À, tự mình phải cố gắng, mình nỗ lực, mình học thì trí tuệ mình sẽ tăng trưởng. Chứ không ai học thế mình. Người ta chỉ chia sẻ, người ta hướng dẫn, người ta giúp mình thôi. À,
Cái điều quan trọng là tự mình phải 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 nỗ lực, thấy không? Chứ đừng có đợi. Bây giờ mình sáng mình nỗ lực, mình làm việc để mình tạo ra của cải, thì lúc đó mình thoải mái, mình sử dụng cái tài sản. Còn bây giờ mình chờ, chờ thân bằng quyến thuộc, rồi chờ người này cho người kia giúp rồi đó, khó lắm. Tại vì người ta phải lo cho bản thân người ta trước, người ta lo gia đình người ta trước, rồi quả hoàng còn dư, có điều kiện người ta mới giúp mình. Cho nên đó, là mình phải giúp mình trước. Mình muốn mà được Đức Phật tế độ á, là mình phải tế độ mình trước đi. Mình thực hành trước đi, mình ráng mình giữ giới, rồi mình ráng mình tu tiến thiền định thiền tuệ, ráng thực hành cho thật nhiều đó, thì tới cái lúc đó, Phật mới khơi gợi, ngài mới giúp mình. Chứ còn bây giờ á, mình nghĩ đợi tới mai mốt Đức Phật trong ngày vị lai, Đức Phật Di Lặc ra đời rồi cái ngày tế độ, mà bây giờ mình không ráng mình gieo trồng những cái nhân lành, mình sống dễ vui buông thả, thì làm sao mà Đức Phật có thể tế độ mình được đó. Quý vị học trong cái những cái tích truyện trong Pháp Cú Kinh hay là trong kinh điển gì cũng thấy đó, đó có nhiều chúng sanh ở sát bên chùa Kỳ Viên, nhưng mà vì nó không có nhân duyên thì Đức Phật cũng đành chịu. Còn những chúng sanh ở những vùng biên địa xa xôi, nhưng mà nhờ có gieo trồng những cái chủng tử, dầu xa xôi cách mấy, Đức Phật cũng đến để mà tế độ. Thành ra đó, bây giờ mình phải hiểu biết có trí tuệ, bây giờ mình phải tự giúp mình trước, mình phải tế độ mình trước, trước khi mình đưa tay ra để Đức Phật tế độ cho mình. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô ngài. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Và nguyên như xin kính tri ân lời dạy của sư đối với chị Hà. Và nguyên như xin mời đại trang, có vị nào có câu hỏi thì có thể giơ tay hỏi thẳng với sư. Và xin mời anh Mỹ ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Dhamma giá, nam mô Sangha giá. Và con kính đánh lễ sư Thanh Tâm, con kính đánh lễ sư Pháp Thanh, con kính đánh lễ sư Nguyên Thông, con kính chào thầy Kiên và đạo tràng. Và kính hỏi sư, theo cái nhìn của con á, là con làm những việc bất thiện là tại vì con không có tầm nhìn xa để mà thấy được cái nhân quả và ý y trong hiện tại, và bị dính mắc vào vào dục cảnh, thành ra làm bất thiện mà lại lúc đó không có cái tàm, không có cái quý. Thành ra xin hỏi sư dạy cho con biết làm thế nào, học cái gì để mà cái tầm nhìn của mình nó được xa hơn, để mình thấy được cái và hiểu rõ được cái nhân quả và biết hổ thẹn để mà mình tránh xa những cái hành vi bất thiện. Dạ con kính xuống mic. Dạ kính chân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Dhamma giá, nam mô Sangha giá. Kính lễ chư tôn đức, chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Khi mà chúng ta dễ vui, sống thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết, thì tất cả những cái phiền não nó sanh khởi. Ngay lúc đó vô minh hay là si, tham, sân,
nó có mặt. Mà khi mà bất thiện mà nó có mặt đó là thiện pháp nó vắng mặt đó. Cho nên á, chúng ta phải hiểu biết tất cả những cái tác ý, những cái tham muốn gì nó sân khởi, làm biết nó là bất thiện. Mình kịp thời phản tỉnh xem xét để mình diệt trừ nó, đúng không? Còn khi mà có trí tuệ có mặt, nhiên những cái sở hữu khác đi kèm theo, tàm quý, niệm nó đi theo, mình biết rõ ràng rồi sao? Mình biết với trí tuệ phân biệt cái nào là thiện, cái nào là bất thiện. Mình giống như phân biệt được cái nào là lửa, cái nào là an lạc. Thì khi mình phân biệt được rồi á, thì mình đâu có nắm cái cục lửa chỉ cho nó phỏng tay, không? Vì khi mà thiếu trí tuệ, mình nhìn thấy méo mó, mình mới bóc vô cái cục than, cái lửa, mình mới bị phỏng tay. Thì chúng ta luôn luôn thường xuyên phản tỉnh xem xét cái tác ý của mình. Đó, rồi chúng ta luôn luôn duy trì cái trí tuệ. Thì khi mà trí tuệ có mặt thì tất cả những cái sở hữu thiện nó sẽ có mặt. Mà khi mà vô minh hoặc là si mê nó có mặt thì tất cả bè đảng của các cái sở hữu mà bất thiện là nó có mặt. Đó. Thành ra mình phân biệt như vậy, mình cảm thấy ghê sợ, hổ thẹn với các cái ác bất thiện pháp. Mình phải có trí tuệ cho mạnh mẽ, mình nhận diện nó liền. Mình đừng có xem nó là bạn. Khi mà mình nội tâm mình mê mờ, mình nhận thức liền. Khi mà mình phóng dật dễ vui, mình biết liền. Mình kịp thời mình đề phòng. Đó. Còn nếu mà mình dễ vui, mình còn coi các cái ác bất thiện pháp là bạn, mình chưa cảm thấy ghê sợ thì mình sẽ còn phạm, thấy không? Những người mà nghiện thuốc, mặc dù là biết bao nhiêu báo chí rồi hình ảnh rồi ta nói mà hút thuốc á, thì đem đến nhiều cái bệnh cho phổi, bị ung thư phổi thế này thế khác. Nhưng mà sao? Cái người mà họ nghiện thuốc nặng quá rồi, họ có sợ. Họ nói sao chứ? Trời ơi, đâu phải người nào hút thuốc cũng bị ung thư phổi đâu. Tại vì á, họ nghĩ là mấy người kia hút thuốc bị, tôi á hút thuốc có chừng mực tôi không có bị. Không? Ta nói về cái tai hại của nghiện rượu, rượu vô là đốt cháy tế bào, đốt cháy các cái não bộ, mà đốt cháy thế gan thế này thế khác, đủ thứ hết. Nhưng mà họ không có sợ. Họ nói trời ơi, tại vì mấy người kia nó uống nhiều quá, nó bị chứ tôi uống chút chút thì tôi đâu có bị. Đó. Cho nên họ cứ thoải mái. Rồi tới chừng mà một ngày nào đó bệnh tật nó đổ ra, đến cái lúc mà nó sơ gan, đến cái lúc mà cái bụng nó chướng lên á, thời kỳ cuối rồi đó, lúc đó họ mới nói là cái tai hại. Chứ còn lúc đầu là họ không có sợ. Quý vị thấy có nhiều khi mình không phải nói, mấy ông bác sĩ nó không trong ngành y, ông thừa biết cái vấn đề mà
mà tai hại của thuốc lá, tai hại của rượu bia, nhưng mà mấy ông cũng vẫn uống à, cũng vẫn hút à. Tại vì mấy người kia họ không có học, họ không biết, họ không có đề phòng. Chứ tôi là bác sĩ à, tôi biết chừng mực mỗi ngày hút cỡ nào, mỗi ngày uống rượu cỡ nào thì nó sẽ không đến, không có tai hại, thấy không? Thành ra cái gì? Tại cái tính mình dễ vui, mình cho rằng cái hậu quả nó không không có đến với mình, cho nên mình xem thường à. Nhưng mà đến một lúc nào đó, cái tai hại nó bộc phát, nó hiện khởi à, trong thân mình đó, lúc đó mình mới mới thức tỉnh. Mà khi mà mình thức tỉnh đó, nó cũng cũng mù màng rồi. Lúc đó là cận kề với cái nấm mồ, với cái lò thiêu rồi à. Thành ra đó, chúng ta phải thức tỉnh cho thật sớm à, phải phản tỉnh, thấy được những cái điều tai hại, thấy được những cái mầm mống khổ đau à, từ những cái khinh suất dễ vui à, những cái tác ý mà chúng ta không có kiểm soát, thì nó sẽ khống chế, nó thúc đẩy à, chúng ta làm những cái điều bất thiện à, thì chúng ta phải luôn luôn à, dùng trí tuệ phản tỉnh xem xét để tránh những cái dễ vui à, những cái khinh thường à, đối với các cái ác pháp à, mình cảm thấy phải kinh tởm ghê sợ, tránh xa nó như là những cái mầm mống bệnh tật à, vậy đó. Thì lúc đó là mình mới nỗ lực để mà né tránh à, đi đến đoạn trừ. Còn nếu mà chúng ta chưa có thấy kinh tởm ghê sợ, chưa có nhàm chán, chưa có sợ hãi à, thì chúng ta sẽ còn bị nó lừa à, bị nó khống chế sai sử. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc à, chúc nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thích Thanh để giảng giải câu hỏi cho anh Kevin. Dạ, đạo tràng mình còn ai có câu hỏi nữa không? À, xin tiếp tục giơ tay để tiếp nối câu hỏi ạ. Dạ, xin mời Hà. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ, thưa đạo tràng, có nghe được âm thanh của Nguyên Như lại chưa ạ? Dạ, sa thú anh Phan. Chị Hà ơi, chị Hà cầm mic hỏi trước nha chị Hà, xong rồi Nguyên Như sẽ hỏi câu hỏi của Kỳ Anh sau. Dạ, xin mời chị Hà. Dạ, con xin sám hối con rớt mic hồi nào con hay. Dạ, con à, có câu hỏi là nãy ngài nói về cái giới thứ năm đó, thưa ngài, là không dễ, không có sự dễ vui uống rượu và các chất sai, nhưng mà con có thấy nhiều vị cũng có vẻ hơi tranh cãi cái vấn đề là hút thuốc lá nó không có phạm trong ngũ giới vì không thấy liệt kê gì. Con không biết là ngài có thể giảng dạy thêm về cái phần đó cho con rõ mà. Dạ, con xin trao mic ạ. Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sằng Khà giá. À, cái thuốc lá đó thì hồi đó nó chưa có xuất hiện, cho nên là ở đây đó Đức Phật nói trong cái giới là những cái
những cái chấp nào mà mình dùng nó rồi nó làm cho mình mê mờ ý trí, nó gây nghiện, nó gây khổ đau, thì những cái chất đó mình nên tránh. Chúng phải chỉ là rượu không, không? Ví dụ như bây giờ á, quý vị biết rằng bây giờ cái xã hội bây giờ thì nó rất có nhiều cái loại mà nó bị mê mờ ảo giác, chứ không phải là hồi xưa là chỉ có á phiện không, rồi sau này là cái loại mà heroin, rồi sau này á nó chế ra những cái loại mà còn kinh sợ hơn là ba cái thuốc lắc gì đó, ba cái chất mà nó gây nghiện, mà nó có thể là nó rất là mạnh, rất là độc, nó dán lên cái miếng giấy như là cái con tem mình đó. Rồi những cái người này á, là lấy ngậm ở trong lưỡi thì cái nó có cái tác dụng, thấy không? Mà mấy người này không có hiểu biết là những cái đó nó gây cái hậu quả tai hại kinh khiếp. Hồi xưa đó, uống rượu nó bị xơ gan, nhưng mà cũng thời gian rất là lâu nó mới bị. Còn bây giờ quý vị thấy những cái hình ảnh mà kêu bằng bị gì, kêu bằng bị ngáo đá vậy đó, thì cái người này họ không còn sợ chết, không còn biết cái gì hết. Dây điện cái trụ điện cao thế đó, mà khi mà họ thấy vô rồi nó mê mà họ không còn biết, họ dám leo lên trên những cái trụ điện cao thế đó. Thành ra nó không phải là rượu, là thuốc lá không, mà tất cả những cái chất nào khi mà mình sử dụng nó mê mờ lý trí, mình không còn phân biệt được, mình không còn nhận thức được cái điều là đúng, cái điều nào sai, cái điều nào là tai hại, cái điều nào là lợi ích, thì mình nên tránh xa. Cái thuốc lá thì nó cũng là một cái chất gây nghiện, nó cũng khổ đau chứ. Cái người mà nghiện thuốc lá mà bây giờ mà không có thuốc họ khổ sở lắm, họ chịu không có nổi. Đừng nói đâu xa, hồi đó ông thân của sư này, ổng hút thuốc từ hồi ổng lúc mới ổng có mười mấy tuổi mà cho tới cái lúc mà ổng bị bệnh á, ổng nằm trong bệnh viện, mà khi nào mà ổng nằm ở trong cấp cứu mà săn sóc đặc biệt là bác sĩ cấm là ổng mới không mới ráng mà ấy thôi, mà lúc nào mà chuyển ra ở những cái phòng bình thường ngoài đó là bắt đầu thế nào là ổng cũng kiếm cách để mấy không hút nhiều, một chút thôi, nhưng mà nghe người khác đó, nghe người khác người ta hút mà mình không có là chịu không nổi. Cho nên là lâu lâu á mà mấy đứa em mà nó đi công chuyện hay gì đó là bắt đầu ổng khều khều mấy ông mà nằm chung phòng đó, kêu mấy ông đó cho ăn điếu gì đó, rồi cái bắt đầu ổng lén ổng đi ra ngoài hành lang hay gì đó ổng không hút đó. Thành ra đó, khi mà những cái chất mà gây nghiện đó, bất cứ cái loại nào là nó cũng có sự khổ đau. Chính vì mình không vượt qua được cái sự khống chế của cái nghiện mà mình lệ thuộc vào nó, đúng không? Bây giờ không có thuốc mà chịu không nổi, nó bực bội, nó khó chịu đủ thứ hết, phải có thì nó yên đó. Cho nên là ở đây là Đức Phật dạy, khi mà mình tránh được cái điều nào là đỡ điều nấy, mình tránh được cái uống rượu là mình đỡ được mối rồi,
mình tránh được cái vấn đề mà nghiện thuốc lá là đỡ được mối rồi. Nếu mà mình không tránh được cái nghiện thuốc lá đó, rồi mình đi lần vô mình nghiện xì ke ma túy là nó còn tai hại sâu nữa. Đó, cho nên á mình cố gắng mình vượt qua những cái cám dỗ của các cái chất độc, chất sai à, thì chúng ta sẽ thoát khổ à. Mà cái người á, cái người mà sử dụng chất độc, chất sai này này, tại sao những người này họ không biết quý trọng cái sức khỏe, cái sinh mạng của chính mình à? Mình biết đó là những chất độc, chất sai mình đưa vô, mình tự đầu độc lấy mình à. Rồi sao mấy người này á, tự đầu độc mình rồi họ còn lôi cuốn họ đầu độc những người khác nữa. Tại sao? Nếu bây giờ á, có mình nghiện rồi à, thì có nhiều khi nó chê à, chắc nó chỉ trỏ mình này kia à. Bây giờ á, dụ cho nó nghiện cho có bạn à, lúc đó là có bạn có bè rồi, không ai chê ai à, mày cũng như tao cũng như mày, thấy không? Thành ra đó chúng ta phải biết à, chúng ta phải biết kịp thời chặn đứng ngay từ đầu, chứ đừng có để mà lâm dấp xa đà vô thì nó rất là nguy hiểm à. Đó là chúng ta sống có trí tuệ à, chúng ta biết tôn trọng, biết quý cái sức khỏe, cái trí tuệ à, của chính mình. Còn nếu mà mình dễ vui, mình biết đó là tai hại à, biết hút lá, rượu, xì ke, ma túy nó hủy hoại cái thân thể à, nó đem đến nhiều cái tai hại khổ đau, nhưng mà gì dễ vui kệ nó, chết chừng nào chết giờ sống mà để nó gây khổ đau, nó nghiện quá chịu không nổi thì cứ làm à, thấy không? Thành ra đó à, chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta sợ nó, tránh xa nó à, thì chúng ta sẽ được an ổn. Và xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hà. Nam mô Bố Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Dạ con thấy thời gian cũng đã hết giờ rồi. Dạ đạo tràng còn ai có câu hỏi nữa không thì mình hỏi sư câu cuối. Còn nếu không thì mình có thể là chấm dứt lớp học tại đây ha quý vị. Dạ con không thấy còn ai đưa bàn tay của còn câu của Kỳ Anh nữa. Nguyên Như à, Nguyên Như xin mời chị Hà đọc giùm nha. Nguyên Như bị đá ra ngoài, Nguyên Như bị mất câu hỏi rồi. Dạ, xin mời chị Hà. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ, Nam mô Tham, Nam mô Sang Ca giá. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Đạo Hữu Kỳ Anh. Dạ, thưa sư, tư tưởng ngoại tình có ý tà dâm không? Nếu không có giới thì có lãnh quả xấu không? Nếu không phạm giới, con nghĩ là nếu không phạm giới thì có lãnh quả xấu không thưa sư? Dạ con xin trao mic cho sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Thật kính lễ chư tôn đức, kính chào quý tôn nữ và quý Phật tử. Thật sự ra đó, khi mà cái tư tưởng nó khởi lên thì lúc đó nó chưa có tạo nghiệp à. Nhưng mà sao mỗi lần nó khởi lên nhiều lần thúc đẩy thì sẽ có sự cố ý, mà khi mà cố ý là tạo nghiệp, là phạm giới. Đó. Cái người này họ có cái tà tâm, tà ý. Lúc đầu nó còn non yếu à, thì lúc đó chưa có thể hiện ra
chưa có cố ý, thì ra là chưa có tạo nghiệp, nhưng cái tâm của nó cũng bị bận nhơ ô nhiễm rồi, không? Nếu mà chúng ta biết kịp thời ngăn chặn, loại trừ những cái dục tầm đó, thì lần hồi chúng ta sẽ thoát, chúng ta không có tạo nghiệp. Đó, phải thanh lai từ trong những cái tà tâm tà ý cái đã, chặn đứng nó, cái đốm lửa nó mới vừa khởi lên mình kịp thời mình dập tắt liền, thì đâu có xảy ra cái đám cháy. Nhưng mà vì cái đốm nhựa lửa nhỏ mình khinh thường nó, đám lửa, những cái đốm lửa nhỏ mà có làm sao, có cái diêm quẹt không thì đâu đến nỗi nào. Chính vì cái sự dễ vui khinh thường, rồi sao, cái trong diệu pháp gọi là tự tâm trở, tức là cái những cái tà tâm tà ý này, nó thúc giục, nó sanh khởi nhiều lần, thì đến một lúc nào đó nó đủ mạnh, nó bùng phát lên, nó tạo thành cái sự cố ý, thì sao, đức giới tạo nghiệp đó. Cho nên chúng ta đừng có khinh thường, đừng có khinh thường. Một khi mà những cái tà giải, những cái suy nghĩ bất thiện nó sanh khởi, mình phải đối, mình diệt trừ nó. Chứ còn nếu mà mình nói ôi, mới có cái trong cái suy nghĩ thì không sao, mình mới có suy nghĩ không mà mình chưa làm thì nó không có nghiệp. Nhưng mà sao, nó thúc đẩy nhiều lần. Quý vị để ý thôi, ví dụ như bây giờ quý vị muốn gặp cái người đó, quý vị hỏi hay quý vị nói một cái vấn đề gì đó, nhưng mà cái vấn đề nó hơi nhạy cảm nha, thì mình còn chần chừ, nhưng mà sao, ở trong cái tâm mình nó thúc đẩy, mới ban đầu thì mình còn ngần ngừ, mình còn sợ, nhưng mà một khi nó thúc đẩy đủ mạnh rồi đó, thì tự nhiên quý vị gặp cái người đó, quý vị sẽ hỏi liền, thấy không? Từ trong cái tác ý nó thúc đẩy đủ mạnh thì nó tạo thành cái khẩu nghiệp, mà sự cố ý của trong ý thì nó mới tạo ý nghiệp. Như cái trường hợp của mà cái vị công tử đó, cái vị công tử này suy nghĩ thôi, so sánh thôi, phải mà vợ mình mà có cái màu da đẹp như vậy, hay là cái vị này là vợ mình đó, quý vị thấy cái suy nghĩ cái tác ý này đó. Nhưng mà sao, gặp bậc thánh nhân lậu tận, nói chẳng ngay hiện tại, từ một công tử trở thành một nàng tiểu thơ không đó. Chứ đừng khinh thường, đừng nói là nó, cái tác ý mà mình suy nghĩ, nhưng mà nó với những cái người phàm nhân đó thì nó chưa đủ năng lực để tạo nghiệp, nhưng mà phạm vào bậc thánh nhân, bậc thánh lậu tận là nó quả ngay liền tức khắc. Còn nếu mà mình đối với những cái người phàm nhân bình thường đó, thì sao? Cái tâm của mình ô nhiễm, tâm mình ô nhiễm. Nhưng mà sao, nếu mà mình không kịp thời mình thanh lọc, mình loại trừ nó, thì nhiều lần nó sẽ bợn nhơ, và nó trở thành một cái năng lực thúc đẩy, và lúc đó sẽ thể hiện qua thân. Thì lúc đó là coi như là cố ý rồi thì phạm giới và tạo nghiệp. Thì cũng xin giải đáp cái
thắc mắc. Dạ, chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng dạy cho chúng con bài học cũng như là trả lời tất cả những câu hỏi cho chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư Thăng để phúc chúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch sư, nguyên như xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutanu favena sada souti bhavantu bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu favena sada souti bhavantu tei bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanu favena sada souti Phà văn tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng. Các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú sa thú. Dạ, nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã đại diện cho chư Tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, nguyên như xin kính mời chư vị trong đạo tràng cùng với nguyên như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta san thi vi ha ra hoa si ni thu bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đà nê na pha văn tu bù chi ta so thân ca rôn tê tha vi ha ra măng đà lê thê ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha ye sa ra sambana phu ta sukhita pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa tình cha tê sam bê bi đung kha sa ca ron tu sang kha yang Tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô. Wa âm tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san thầm mô. Sam bê bi thầm ma cha ri nô vua thân sam ba bồ này ya ma thầm ma ri yap ba huê. Đi tê. Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tụ nha ta dù Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tụ nha ta dù Y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tụ nha ta dù Ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quắc khá già quá hằng hồ tu á nà gác tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Và nguyên như con xin kính mời chư vị Phật tử trở lại sư nguyên như kỳ viên vào tối ngày mai, tức là tối thứ tư ở bên Việt Nam cũng là sáng thứ năm. Con xin lỗi, tối thứ tư bên Mỹ và sáng thứ năm ở bên Việt Nam, và chúng ta lại cùng nhau ôn về môn học vi diệu pháp của thầy Kinh Milanda. Và nguyên như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.